Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành cơ 3 đang trong thời điểm lũa lá. Hiện tại tất cả các cây trên vườn nó đang trong cái thời điểm lũa lá. Tuy nhiên ở cái vườn này nó gặp cái tình trạng là nó bị vàng cây đọt, tức là cây nó khó chuyển lụa trong quá trình mà khi cây nó lụa. Đối với cái cây này thì cái quá trình chuyển lụa bình thường nè, các bạn thấy ha. Cái bộ lá nó rất là xanh đen và lá rất là lớn, rất là dày. Những lá này rất là dày. Tuy nhiên có một số cây thì nó sẽ không có chuyển lụa được. Xác định nguyên nhân chủ yếu là do đất bị nén dẻ và phèn, cho nên là mình đã tư vấn nhà vườn là tiến hành là xẻ rãnh để giúp là cái quá trình nó thoát phèn trên liếp nó hiệu quả, và đồng thời là làm cho cái liếp nó thông thoáng, nó khô ráo. Các bạn như những cái cây này nè, nó không có bị phèn nè, cho nên các bạn quan sát thấy ha, nó rất là xanh. Cơ ba như thế này là tương đối là đạt. Đây, cái bộ tàn nó rất ổn. Nhưng một số cây thì nó bị như thế này thì xác định tìm hiểu nguyên nhân thì là phèn, cho nên mình cho nhà vườn là tiến hành là xẻ rãnh như thế này ha các bạn. Trong quá trình xẻ rãnh đó thì sau một thời gian thì các bạn thấy đây, xẻ rãnh dao động trong khoảng một tuần lễ thôi thì cái mặt nước của mình sau cái thời điểm nắng á, thì nó nổi lên vàng như thế này nè các bạn, chứng tỏ là cái gì, là cái phèn nó rất là nhiều và nó đang xả ra đó, cái lượng phèn nó rất là nhiều ha đó, và nó nổi toàn bộ trên cái mặt mương nè. Ở thời điểm trước thì nó sẽ không có nổi như vậy. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại sau khi xẻ rãnh thì cái phèn nó chảy ra rất là nhiều đó các bạn. Đó, cho nên là cái vấn đề là xử lý phèn, một cái biện pháp dễ dàng và hiệu quả nhất để cho cái hiệu quả phân thuốc mình đưa vô nó hiệu quả là cái biện pháp xẻ rãnh như thế này. Đây các bạn quan sát thấy đây, những cây này thì nó bình thường thì cái lá nó có xanh đen ha, cho nên là chúng ta sẽ tiến hành là xẻ rãnh như thế này. Quan sát cái phần đất ở dưới phần rãnh này thì các bạn cũng quan sát thấy đây, cái phèn nó rất là nhiều nè, nó rất là vàng nè. Nếu như cái rễ cây của mình nó đụng tới cái bộ phận này nè các bạn, thì nó sẽ sựng lại, nó gây ra trùng đầu rễ, rồi nó hút dinh dưỡng không được thì nó rớt lá chân, hoặc là nó hút dinh dưỡng không được thì nó tự hút của thân nó, thì cái cây của mình nó bị teo cành hoặc là nó sẽ chết các bạn. Các bạn quan sát thấy đây, đất này nè, rễ cỏ xung quanh nè, nó ăn xuống còn không nổi nữa mà. Cho nên là cái vấn đề là phèn là cái trở ngại nhất trong cái quá trình canh tác hoặc là phục hồi cây cam sành nó bị vàng lá. Cho nên là nếu cái đất của mình bị phèn á, thì mình sẽ áp dụng cho các bạn về phân thuốc á, chỉ hết hoàn toàn cho các bạn, nhưng về sau sẽ không đảm bảo. Cho nên trong các cái cuộc tư vấn với nhà vườn á, thì mình là tư vấn cái cốt lõi cho nhà vườn, tức là cái phèn nó nằm ở trong đất, nó cái liếp của mình quá rộng thì nó sẽ không thoát ra được. Thí dụ ở cặp mé mương này các bạn, thì nó thoát ra rất là dễ khi các bạn mau cả đất cặp mé mương đi, nó rất là xốp. Đó, cho nên là cái vấn đề xẻ rãnh này sẽ là cải thiện nhanh cái quá trình tẩy phèn nhờ nước mưa, nhờ nước tưới, nhờ phân thuốc. Tức là mình sẽ cải tạo từ cái cốt lõi, cải tạo từ cái nền đất. Chứ các bạn đừng nên sử dụng phân thuốc mà không có tiến hành xẻ rãnh như thế này. Nếu như các bạn sử dụng phân thuốc mà không tiến hành xẻ rãnh như thế này á, thì chỉ nó sẽ hết đó, nhưng mà hết ở cây đó thôi. Khi mà cái rễ nó ăn lan rộng ra nữa hoặc nó cắm sâu xuống á, thì nó bị lại. Còn nếu như mà cái cây của các bạn ở thời điểm mang trái nó bị lại là nói chung là chỉ rất là khó các bạn. Ở thời điểm đó là chỉ có biện pháp là lãi bỏ trái để tiến hành cứu cây thôi, cho nên là phải trị ngay từ đầu và trị ngay cái cốt lõi của nó. Phân thuốc chỉ là hỗ trợ thôi, đối với vấn đề phèn phân thuốc chỉ là hỗ trợ thôi, cho nên là cải tạo cái nền đất nó như thế này nè thì nó sẽ ổn hơn. Và ở khoảng cách từ 7 tới 10 cây tùy theo các bạn trồng xưa vậy thôi, nhưng mà các bạn nên xẻ ra cái xương cá như thế này ha. Tức là một cái lằn giữa như thế này thì sẽ xương cá để cho cái thằng nước á, nước mưa, nước tưới nó rửa phèn xuống cái đường nước này, rồi sau đó nó trôi ra mương thôi. Như cái này sau vài trận mưa nè, trôi ra mương nè, các bạn thấy ha, nó đóng vàng khè luôn. Nước vàng khè này là chúng ta phải tiến hành khai ra nha. Nếu không mà khai ra chúng ta tưới lại các bạn thì nó vẫn là đẩy phèn ngược trở lại trên liếp. Đây, quan sát cụ thể hơn đối với những cái này. Nè, những cái đất này nó rất là cứng các bạn. Nó rất là dẻ luôn nè, nhìn nè. Nó rất là dẻ, nó rất là cứng nè, thì cái rễ nó sẽ ăn không vô nổi đâu chắc chắn. Hoặc là khi cái rễ cam của mình nó đâm xuống thì nó đụng tới phần đất này, và kết hợp mùa mưa nước quá nhiều nó gây ra tình trạng là thối rễ, thối rễ cọc. Thối rễ cọc cái nó dẫn lên, nó thối từ từ lên. Nếu mình không phát hiện á, mình không có trị, mình không có ngăn cho nó ngưng thối lại á, thì nó dẫn lên từ 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 tới phần cổ rễ, biểu hiện ra bể cổ rễ, cái cổ rễ nó bể nó sần sần như nó xốp xốp như củ mì đó các bạn, là tới lúc đó là không có thể cứu được rồi. Tức là cây tới tình trạng đó là nói chung là giai đoạn cuối, cho nên là chúng ta sẽ không có cứu được.
Cho nên vấn đề là xác định cái tình trạng phèn là phải tiến hành xẻ rãnh như thế này các bạn. Thì nó tuy cực công với tốn chi phí ở thời điểm xẻ như thế này, tuy nhiên mà chúng ta sẽ đảm bảo được cái khả năng phục hồi và duy trì về sau nó được ổn định, chứ không phải là cái kiểu phục hồi xong một cây, cây sau phục hồi tiếp thì nó sẽ không có hiệu quả. Và để xử lý phèn thì cái cơ bản nhất là cái dôi, tuy nhiên mà những cái chất khác thì nó cũng có thể các bạn. Những cái chất dinh dưỡng đầy đủ, dạng chất hữu cơ thì vẫn có thể để phèn ra được bình thường. Và trong quá trình đất phèn này phải tiến hành kích rễ định kỳ thường xuyên và kích rễ mạnh để kéo những cái rễ cho nó ăn lên. Rồi sau khi rễ ăn lên á, chúng ta vào mùa nắng á, tiến hành mà rễ hữu cơ rồi bồi sình thì giữ rễ ăn lên đó, thì cái rễ nó ăn lên. Thì sau một thời gian rễ ăn lên á, thí dụ khoảng một năm đi, thì cái phần đất của mình tưới phân tưới thuốc thì cái phèn nó cũng đã giảm bớt rồi, thì lúc đó rễ nó ăn xuống thì nó cũng không có bị tình trạng vàng cây đọt. Cho nên là những cái vườn mà đất cũ trồng lại cây 1, cây 2, cây 3 tốt, nhưng mà bắt đầu từ cây 4 nó vàng, nguyên nhân là do đó các bạn. Nó đụng xuống cái phần này nè, không có rễ nào chịu nổi đâu. Như cái phần này mà các bạn lấy cây tràm trồng xuống á, cây tràm của mình á, tràm nước á, tràm gừng á, trồng xuống nó sống còn không nổi nữa. Tức là ở thời điểm đầu nó không có thể ra rễ nổi, cho nên là nó không có sống. Cây tràm là cây chịu phèn ha. Đây một cái biểu hiện lá nè các bạn. Lá này bị phèn nè. Đó, lá bị phèn ha. Và những cây này nó bị phèn nặng cho nên nó vàng nó ngà vậy luôn. Đây là một cái cây nó bị phèn nặng. Đây nè các bạn. Đó, nó vàng vàng cái lá nè, các bạn thấy đây. Nó vàng vàng cái lá ha, cái này là bị phèn rất là nặng. Thì nhà vườn đã bứng bỏ thì mình sẽ kiểm tra thêm cái cây này nó như thế nào. Đây nè các bạn. Cái cục đất nó rất là cứng. Xung quanh cái mô đất đa phần là phèn không. Cái vàng vàng này là phèn nè. Cái xám xám nâu nâu nó vẫn là phèn ha các bạn. Phèn nó chia ra hai loại: phèn sắt màu vàng, phèn xám là phèn nhôm, nguy hiểm hơn phèn sắt. Nó màu xám xám nâu nâu và nó rất là cứng nè. Đó các bạn thấy ha. Đây quan sát cụ thể hơn. Thì cái thí dụ cái mô đi, thì cái này là cái mô rồi. Mô tính từ trên xuống dưới thì ở phần trên đây nè, cây 1 cây 2 nó ăn rễ phần này nè các bạn. Nè, đất tơi xốp ha. Tại vì lớp đất mặt mà, tưới phân tưới thuốc vô thì nó thấm, nó tơi xốp nè. Đó cây 1 cây 2 ăn phần này. Giờ cây 3 đâm xuống phần này, phèn vàng khè và ẩm quá chừng thì cái rễ nó phải bị tổn thương thôi. Đây như cái phần rễ cái nè, những cái rễ kia, những cái rễ này bị tổn thương hết trơn nè các bạn. Những cái rễ này nè, nó đã bị tổn thương hết trơn rồi. Nó cho nên nhìn cụ thể nè. Đó, cái này là mặt cắt dọc của cái mô. Đó. Phần trên thì nó tơi xốp nhưng mà phần dưới dính phèn nhiều. Đó, đó là nguyên nhân cốt lõi ha. Cho nên các bạn khi trị bệnh ở tình trạng mà cây nó bị phèn như thế này thì nó sẽ rãnh như này. Và sau đó áp dụng các biện pháp là kích rễ phù hợp và đúng thì cái cây của mình nó sẽ phục hồi thôi. Tuy nó chậm hơn 1-2 tháng, tuy nhiên mà nó sẽ phục hồi và về sau nó sẽ ổn định thôi. Ha, từ vấn đề phèn thì nó dẫn sang nhiều vấn đề khác liên quan về cây, nấm bệnh, hư rễ này kia. Và đồng thời đối với nền đất cũ á, thì nó thiếu chung vi lượng trầm trọng, độ tơi xốp thiếu trầm trọng, nấm bệnh nhiều, phèn nhiều, độ nén dẻ thì nó cũng nhiều, nó cứng đất. Cho nên là phải sử dụng dinh dưỡng phù hợp và chính xác cho từng giai đoạn, tùy theo từng vườn, từng nền đất, từng cái cây mà sẽ có những cái công thức khác nhau. Đó là một số chia sẻ của mình về cái kinh nghiệm trong quá trình là tư vấn kỹ thuật cho nhà vườn. Rồi để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn và có một công thức cụ thể chăm sóc cho từng vườn của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.